Niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng phần thưởng trị giá 6 triệu đồng. Và sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu Tiến sĩ Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Xin mời Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội sẽ lên trao giải nhì cho các em. Trân trọng kính mời. Và chúng tôi xin mời các tác giả và nhóm tác giả có đề tài đạt giải nhì sẽ lên sân khấu nhận thưởng. Đầu tiên xin mời nhóm tác giả em Lê Mạnh Trường, Kiều Văn Hải đến từ Lâm Đồng với đề tài kính thông minh hỗ trợ người khiếm thị.